Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đánh gãy lương tập, Trump ra lệnh cấm Tenants. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video TikTok là tập đoàn ByteDance và cũng cấm công ty mẹ của ứng dụng tin nyắn chức năng WeChat tương tự như WhatsApp của Mỹ là tập đoàn Tencent sau 45 ngày nữa. Đây là hai biểu tượng công nghệ hàng đầu của Trung Quốc mang tầm vóc quốc tế. Đặc biệt, Tencent được giới quan sát đánh giá là huyệt đạo trọng yếu của công nghệ số Trung Quốc. Lệnh cấm Tencent mang tính thiệt hại hơn nhiều so với Huawei hay ByteDance. Tencent là tập đoàn được thành lập vào năm 1998, là một đại tập đoàn công nghệ có thế lực mạnh nhất nhì tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa ký sắc lệnh mới cấm Tencent và ByteDance sau 45 ngày nữa. Trước khi sụt giảm giá cổ phiếu vì lệnh cấm từ Mỹ, Tencent có giá trị khoảng 686 tỷ đô la, trở thành công ty lớn thứ 8 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường và lớn hơn cả tập đoàn Berkshire Hathaway Inc. và cao hơn gấp đôi so với giá trị của tập đoàn Mỹ Netflix. Và quy mô khổng lồ của nó có nghĩa là nó chiếm vị trí thống trị trên các chỉ số toàn cầu. Công ty này chiếm hơn 6% thước đo quốc gia đang phát triển của MSCI và 4% thước đo châu Á-Thái Bình Dương. Nếu TikTok là ứng dụng được thiết kế dành cho thị trường quốc tế và cũng là ứng dụng đầu tiên của Trung Quốc gặt hái được thành công vang dội bên ngoài Trung Quốc, thì WeChat chủ yếu được dùng trong lãnh thổ Trung Quốc và là nhu cầu hàng ngày của hàng trăm triệu người Trung Quốc dùng để nhắn tin, chia sẻ ảnh, gọi xe, thanh toán mua sắm, đặt nhà hàng, gọi thức ăn và một loạt các dịch vụ khác. Xét về quy mô thì Tencent của WeChat là một tập đoàn mạnh hơn rất nhiều so với ByteDance của TikTok. Trên thị trường chứng khoán, giá trị của Tencent gấp gần 10 lần giá trị ước tính của ByteDance. Không chỉ là tập đoàn Internet mạnh nhất ở Trung Quốc sau Alibaba, Tencent còn là một nhân tố trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc nhờ WeChat. Và Tencent cũng là một đại gia trong lĩnh vực giải trí và là công ty trò chơi điện tử lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Đây là hình ảnh trụ sở chính của tập đoàn Tencent tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Tencent là một nhà phát hành của một số trò chơi rất được ưa chuộng trên thế giới, đồng thời là chủ nhân toàn phần hay một phần của một loạt công ty game tại Mỹ và nhiều nước khác. Tập đoàn này cũng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ video và âm nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, mà bộ phận âm nhạc trực tuyến Tencent Music, viết tắt là TME, được niêm yết trên thị trường Wall Street. Bởi quy mô mang tầm quốc gia và quốc tế của Tencent, mà khi Mỹ đánh vào tập đoàn này thì hậu quả mà nó gây ra còn nghiêm trọng hơn cả những gì mà tập đoàn viễn thông Huawei đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Thứ nhất, việc ngăn chặn các giao dịch với tập đoàn công nghệ Trung Quốc trước hết có thể tác hại đến các dịch vụ thanh toán dùng ứng dụng WeChat ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, mà điển hình là ví điện tử WeChat Pay được chấp nhận ở nhiều nơi kể cả ở Mỹ. Trong khi đó, theo hãng truyền thông CNN, vào năm ngoái 25% doanh thu của Tencent đến từ các dịch vụ tài chính và ứng dụng thanh toán như WeChat Pay. Thứ hai, hoạt động trong lĩnh vực giải trí của Tencent cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là trong lĩnh vực trò chơi điện tử, vốn mang lại cho Tencent hơn 50% doanh thu trong năm 2019. Nguồn lợi đến từ việc kiểm soát hoặc nắm những phần vốn đáng kể trong một loạt những công ty phát triển những trò chơi điện tử rất được ưa chuộng trên thế giới chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu đi với công ty này. Và trong trường hợp xấu nhất là chính quyền Mỹ sẽ quyết định cấm cửa tất cả các ứng dụng của Trung Quốc thì Tencent sẽ bị mất hẳn thị trường Mỹ trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Chưa kể đến những hoạt động của Tencent trong lĩnh vực video giải trí hay ca nhạc trực tuyến cũng hợp tác với nhiều công ty Mỹ, từ hội bóng rổ NBA cho đến tập đoàn Warner Music Group, hoặc việc rút Tencent ra khỏi các quan hệ này có thể sẽ rất hỗn độn và tốn kém. Hậu quả thứ ba mà quyết định của Mỹ gây ra đó là nó có thể đặt một loạt danh mục đầu tư rộng lớn của tập đoàn Tencent tại hải ngoại vào vòng nguy khốn. Đây là hình ảnh Omania Shell của trang diễn đàn trên mạng Reddit nổi tiếng của Mỹ đã được Tencent mua lại vào năm 2019. Nếu Trung Quốc đã rất vất vả trong cuộc chiến bảo vệ thị phần của Huawei ở nước ngoài, thì nước này cần phải chuẩn bị tinh thần để làm điều tương tự với Tencent. Nhưng tầm hoạt động của tập đoàn này còn rộng lớn hơn nhiều Huawei. Đây là một trong những tập đoàn đầu tư hào phóng nhất vào ngành công nghệ trên thế giới, với các khoản đầu tư và các doanh nghiệp lên đến mức 60 tỷ đô la tính đến tháng 12 năm 2019. Việc Tencent đã đầu tư vào công nghệ dịch vụ mua sắm như Apple Pay của Úc
hay mua lại trang diễn đàn trên mạng Reddit nổi tiếng của Mỹ chỉ là hai trong nhiều thương vụ đầu tư của Tencent. Hậu quả thứ tư là Tencent sẽ mất nguồn thu nhập từ quảng cáo của các nhãn hiệu Mỹ muốn vươn đến người tiêu dùng ở Trung Quốc. Và sau cùng, quyết định trừng phạt của Mỹ sẽ khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài suy nghĩ lại trước khi đặt quan hệ đối tác với các công ty Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã đầu tư đáng kể về chính trị cũng như kinh tế để nuôi dưỡng các nhà vô địch công nghệ thế giới của họ. Nhưng Washington bây giờ đây đang dùng uy thế của mình trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng Internet và hệ thống điều hành để ngăn chặn toan tính của Trung Quốc. Ngón đòn của Nhà Trắng nhắm vào Tencent sẽ khiến Trung Quốc phải đau đớn còn rất lâu dài. Nhưng trên hết, hậu quả trước mắt mà thế giới đang thấy sau lệnh cấm của Hoa Kỳ, giá trị Internet của một số công ty Trung Quốc đã bốc hơi hàng chục tỷ đô la. Đây là hình ảnh biểu đồ cổ phiếu của Tencent liên tục giảm sau tin dữ đến từ Mỹ. Cổ phiếu của Tencent liên tục giảm mạnh trong phiên giao dịch những ngày gần đây. Theo trang Bloomberg, cổ phiếu của Tencent lao dốc 4,8% trong phiên giao dịch chỉ riêng vào ngày 10 tháng 8. Như vậy, trong hai ngày giao dịch thứ 6 vào ngày 8 tháng 8 và ngày thứ 2 mùng 10 tháng 8, giá cổ phiếu của công ty mẹ WeChat đã sụt giảm tới 9,6%, đồng nghĩa với việc giá trị vốn hóa bay hơi mất 66 tỷ đô la. Đây là hai ngày giao dịch tồi tệ nhất của cổ phiếu Tencent kể từ tháng 10 năm 2011. Trước vụ ông Trump ra sắc lệnh cấm WeChat và TikTok, giá cổ phiếu của Tencent tăng tổng cộng 70% trong 4 tháng, đẩy giá trị vốn hóa của tập đoàn này lên đến gần 700 tỷ đô la. Và trên đây mới chỉ là dự đoán của những tác động trên phương diện kinh tế từ lệnh cấm Tencent của chính quyền Mỹ. Trên khía cạnh chính trị, bước đi mới này của Mỹ cũng rất có ý nghĩa. Đây là hình ảnh biểu đồ số lượng người dùng WeChat hoạt động hàng tháng từ quý 2 năm 2011 cho đến quý 1 năm 2020 tính bằng triệu người. WeChat có đến 1,2 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới, nhưng theo trang mạng chuyên môn TechCrunch thì có hơn 90% trong số đó là người đang sống tại Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc ra làm việc ở nước ngoài. Và từ nhiều năm nay, các chuyên gia an ninh mạng phương Tây đã coi WeChat là một công cụ giám sát, theo dõi và kiểm duyệt người dân của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, sắc lệnh nhắm vào WeChat mà ông Trump ban hành đã chính thức nêu bật sự cần thiết phải bảo vệ những người Trung Quốc đang ở Hoa Kỳ khỏi sự giám sát của Bắc Kinh. Theo báo chí Mỹ, với lập luận này, Washington đã leo thêm một nấc thang trong cuộc đọ sức với Bắc Kinh, nhưng không đơn thuần nhằm vào bảo vệ người Mỹ như được thấy qua các lệnh trừng phạt đối với Huawei hoặc TikTok, mà còn nhằm hỗ trợ cho quyền tự do ngôn luận của mọi người, kể cả người Trung Quốc, trước những gì bị Mỹ cho là một chiến dịch giám sát hàng loạt trên toàn thế giới, made in China. Và hơn nữa, nếu nhìn lệnh cấm của Trump trong quan hệ bình đẳng với Trung Quốc thì rõ ràng Trung Quốc mới là những nước đã cấm hàng loạt các ứng dụng từ phương Tây trước đó. Đây là hình ảnh treo Tim Cook của Apple, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ. Bắc Kinh chưa bao giờ cho phép các đại gia Internet phương Tây hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc, mà tập đoàn phát triển những phiên bản nội địa của Google, Facebook hay Amazon để kiểm soát dễ dàng hơn dữ liệu của công dân và gạt bỏ mọi quan điểm chỉ trích. Tại Trung Quốc, ứng dụng TikTok phiên bản riêng cho Hoa Lục là Douyin và không để lẫn fan Trung Quốc với fan Mỹ hay châu Âu. Vào năm 2017, trả lời về việc gỡ ứng dụng tại Trung Quốc, CEO Tim Cook của Apple từng phát biểu như sau: "Chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật tại mọi quốc gia mà chúng tôi kinh doanh." Trên thực tế, chính phủ yêu cầu Apple đã gỡ nhiều ứng dụng nhất là Trung Quốc. Theo thống kê của Apple, Trung Quốc chiếm gần 3/4 tổng số yêu cầu gỡ ứng dụng trên nền tảng của hãng trong thời gian từ tháng 7 năm 2018 tới tháng 6 năm 2019. Khoảng 85% ứng dụng đã được gỡ khỏi App Store. Trong khi đó, Play Store của Google không được phép hoạt động tại Trung Quốc. Với việc chính quyền Trung Quốc chặn Facebook, Instagram, Google, Snapchat, WhatsApp của Mỹ đã giúp cho WeChat tận dụng thời cơ để trở thành cầu nối viễn thông giữa người dùng hai nước Mỹ và Trung Quốc. Ước tính ở Mỹ có khoảng 5 triệu người Mỹ gốc Hoa, cộng thêm hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc, đa phần đều sử dụng WeChat để liên lạc với người thân tại Trung Quốc. Không những thế, gần như mọi doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Trung Quốc từ Walmart, Starbucks cho đến NBA và Nike đều phải sử dụng ứng dụng nhắn tin này để trao đổi với các nhà cung cấp ở Trung Quốc. Bởi thế mà nhiều quan chức Mỹ cho rằng lệnh cấm của ông Trump là hợp lý, bởi chính quyền Trung Quốc đã cấm cửa hàng loạt ứng dụng công nghệ của Mỹ trong nhiều năm qua, và qua đó đã tạo sân chơi riêng cho những tập đoàn nội địa như Tencent và Alibaba của Trung Quốc. Hơn nữa, những cáo buộc về nguy cơ gián điệp
thu gom dữ liệu cá nhân phục vụ chế độ Trung Quốc không phải là chuyện viễn vông. Luật lệ Trung Quốc đã buộc các công ty Internet không những phải trả lời mọi yêu cầu của cơ quan tình báo, mà còn phải giữ kín những chuyện này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 với bản tin đánh gãy lưng tập Trump ra lệnh cấm Tencent. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.